Xin chào các bạn đến với video tiếp theo của mình. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái trang web mới ra cho các bạn đi khai thác Bitcoin miễn phí các bạn nhé. Các bạn đăng ký tài khoản xong thì nó sẽ tặng cho các bạn là 40GH/giây miễn phí. Tuy nhiên thì nó chỉ hỗ trợ các bạn là 20 ngày đầu tiên thôi. Còn các bạn mà đăng ký sau 20 ngày thì các bạn sẽ không nhận được cái 40GH/giây miễn phí này nữa nha các bạn. Tức là lúc đó thì nó sẽ không hỗ trợ các bạn miễn phí nha. Ok chưa? Rồi thì về chúng tôi này thì các bạn tự đọc qua cho mình nhá, như là khai thác miễn phí này. Và tiếp theo nha, các bạn có thể là đọc qua như là về phần rút tiền này. Tất cả người dùng đều đủ điều kiện để rút tiền miễn phí với tài khoản miễn phí nhá. Tức là các bạn rút tiền miễn phí vẫn có thể là rút được. Và ở trang này thì mình chắc chắn với các bạn là 90% sẽ rút được nó quay về ví nhá. Bởi vì mình rút của nó khá là thâm thôi. Theo như hiện tại thì các bạn chỉ mất là 2 cho đến là 3 ngày có thể là các bạn sẽ đủ mình rút nha. Ok, về việc đăng ký tài khoản thì nó cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần là sao chép địa chỉ ví đã qua của các bạn dán vào cho mình nhé. Thì các bạn có thể là sử dụng tất cả các địa chỉ ví đã qua trên các sàn giao dịch hoặc là ở trên ví cá nhân của các bạn đều được hết nhé. Sau đó này, các bạn tự tạo mật khẩu cho mình. Và tiếp theo, các bạn tiếp tục nhấn vào cái mục là bắt đầu khai thác cho mình nhé. Ok, như của mình thì mình đăng nhập vào nhé. Rồi, thì đây chính là mục trang chủ nhé. Hiện tại thì mình khai thác được là 186 Satoshi đã qua nhé. Ok, đây. Về mục rút tiền thì các bạn cứ nhấn vào cái mục là rút tiền ngay bây giờ này. Và tiếp theo thì các bạn sẽ kéo xuống rồi các bạn sẽ nhập số lượng đó qua rút tối thiểu nhá. Và ở đây thì mình rút tối thiểu của nó đây. Rất là bé nhỏ nhá. Mình rút tối thiểu chỉ là 0.025 đó qua mà thôi. Các bạn cứ khai thác là 2 cho đến 3 4 ngày là các bạn có thể là rút được nhá. Ok, nhập số lượng rút này. Giả sử 0.025 này. Thì các bạn nhập vào. Ok, tiếp theo đó thì các bạn tiếp tục nhấn tiếp cho mình vào rút tiền ngay bây giờ cho mình nhá. Ok, thì đây, nếu như mà các bạn chưa đủ min rút thì nó sẽ hiện là lỗi như này nhá. Còn bạn nào mà đủ min rút thì nó sẽ hiện là yêu cầu rút tiền thành công hoặc là đã được thanh toán nhá. Và các bạn chỉ cần là chờ đợi vài phút thì đó qua sẽ về ví của các bạn thôi. Vì tất cả những nền tảng mà miễn phí như này thì hầu hết trang nào mà mình chia sẻ cho các bạn đều sẽ rút được về ví của các bạn nhé. Tuy nhiên thì nó sẽ khá là ít thôi. Ok, mục tài khoản này. Rồi thì giao diện của nó ở đây cũng khá là đẹp nhé. Về những hình ảnh ở đây. Ok, địa chỉ ví của các bạn này. Tài khoản đã xác minh hay chưa? Tên kế hoạch của mình là gói miễn phí nhé. Ok, địa chỉ email này. Giá đó coi này. Các bạn cũng nên cập nhật địa chỉ email của các bạn vào nhé. Ok, về hoa hồng giới thiệu là từ 10% cho đến là 40% nhé. Và quy tắc ở đây này. Rất là dài dòng luôn. Và đường link các bạn đi chia sẻ cấp dưới này. Ok. Cái mục là cấp dưới của các bạn nhé. Lịch sử cấp dưới của các bạn tham gia. Thu nhập của cấp dưới này. Tiền gửi của các bạn này, rút tiền này. Và mua hàng đang chờ xử lý này cũng khá là ít nhé. Ok. Dịch vụ của nó thì khá là ít thôi. Về câu hỏi thường gặp thì các bạn cứ nhấn vào cho mình nhé. Các bạn không hiểu vấn đề gì thì các bạn cứ nhấn vào câu hỏi thường gặp để các bạn xem qua cái mục ở đây nha. Rồi thì câu hỏi thường gặp các bạn tự xem qua thôi nhé. Còn mình ấy thì mình sẽ chia sẻ sơ qua cho các bạn về phần rút tiền và phần đăng ký thôi. Ok. Thì trang này nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Và các bạn đăng ký tài khoản xong, các bạn sẽ cho nó chạy tự động. Và các bạn cách là 3-4 ngày thì các bạn đăng nhập vào rồi các bạn xem là đủ mới rút. Thì các bạn sẽ nhấn vào rút tiền ngay bây giờ để các bạn rút nhá. Ok chưa? Các bạn rút tiền xong thì các bạn chỉ cần là chờ đợi nó về ví của các bạn thôi. Rất là đơn giản như vậy thôi nha. Bạn nào mà chiến được về phần đầu tư thì các bạn tự đầu tư nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bạn là min đầu tư nhỏ nhất của nó là 30 đó coi nhá. Và các bạn sẽ nhận được là 100GH/giây. Và 100GH/giây này thì nó sẽ hoạt động cho các bạn là 365 ngày nhé. Với các gói miễn phí cũng tương tự là 365 ngày nhé. Ok, thì các gói thứ hai là các gói 300 nhé. Các bạn sẽ nhận được là 500GH/giây. Thu nhập mỗi ngày của các bạn là 5,58 đô coin trên ngày nhé. Và tổng lợi nhuận của các bạn là 2040 đô coin nhé. Sau khi các gói này kết thúc, tuy nhiên thì những trang này nó sẽ không uy tín được là một năm đâu. Các bạn muốn đầu tư thì các bạn hãy test các gói nhỏ thôi nha. Ok.
Và bây giờ thì mình sẽ dừng video tại đây. Bạn nào mà cảm thấy video này có giá trị cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và mình lấy ra cái kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.